Lại nữa, thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát liên quan các pháp và hữu tình như vậy đều không thể hí luận, vì thế nên không nên hí luận. Vì sao? Vì tất cả các pháp và tất cả hữu tình, hữu tánh không thể hí luận hữu tánh không thể hí luận vô tánh không thể hí luận vô tánh không thể hí luận hữu tánh, lìa tánh hữu và vô. Vì người hí luận hoặc pháp được hí luận, hoặc nơi hí luận, hoặc lúc hí luận đều bất khả đắc. Vì vậy thiện hiện, sắc không hí luận, thọ tưởng hành thức cũng không hí luận, như vậy cho đến trí nhất thiết trí cũng không hí luận. Việc vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tập khí phiền não cũng không hí luận. Như vậy thiện hiện, các đại bồ tát nên thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát làm sao quán sắc thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết trí và việc vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tập khí phiền não đều không thể hí luận, vì vậy không nên hí luận. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát nên quán sắc không có tự tánh, thọ tưởng hành thức cũng không có tự tánh, như vậy cho đến nên quán trí nhất thiết trí không có tánh tự tánh. Việc vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tập khí phiền não cũng không có tự tánh, nếu pháp không có tự tánh thì không thể hí luận. Vì vậy thiện hiện, sắc thọ tưởng hành thức không thể hí luận, thế nên các đại bồ tát không nên hí luận. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí, việc vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tập khí phiền não không thể hí luận, vì thế các đại bồ tát không nên hí luận. Thiện hiện, nếu các đại bồ tát có thể lìa các hí luận đối với tất cả pháp như vậy, thực hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì liền nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu đã được nhập thì có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 464.